Mấy chị cho em phô coi đội đại thông minh nhất em. Bây giờ các bạn sẽ chia làm 4 đội, 2 đội 2 người và 2 đội 3 người, và chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm thủ trưởng. 1 2 3. Chị thôi tao mày luôn đi. Chúng mình là nhóm anh em siêu nhân, tại vì ai cũng có siêu năng lực. Chúng mình ghép cặp với nhau tại vì Ellie là một người khá là mạnh mẽ, cho nên là giống như mọi người vừa thấy, nó vừa mới đánh mình xong, nên là tại vì mình hiền quá nên là mình cần một người mạnh mẽ như vậy để bao bọc mình trong chương trình này. Để vậy còn Thảo Mai nữa. Đó rồi. Nhóm mình là gọi là hai người có cái ngoại hình khá là cân đối đó. Một người là cân đối với nhóm. Một người ăn mai không mập và một người hít không khí không mập. Chúng mình là number 10. Number 10. Chào mọi người, nhóm chúng mình là ba cao nguyền. Rồi sở dĩ mình chọn Mira và Việt Ngân, nhóm chúng mình ngoài sức mạnh ra thì cũng cần có một chút thông minh của Việt Ngân. Chúng ta sẽ có 3 phút để đi tìm giải thưởng và đưa giải thưởng về đây. Mình đi bình thường thì kiểu chắc không ấn tượng với chạy trưởng đâu, giờ mình phải nghĩ ra cái tướng thật là đặc sắc. Tướng này chị? Tướng zombie hả? Vừa đi vừa nhảy. Nhảy cốc bình thường, thôi đừng nhảy cốc. Nhảy đi chơi cha cha cha. Cha không hề xấu gì luôn. 3 bước tiến và 2 bước lùi. 3 phút bắt đầu. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Em ơi, em ơi. 2, 3. Rồi sao nữa? Bước nhỏ. 2, 3 là chuẩn bị là 2. Tăng, 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 tăng. Chạy chị ơi. Chạy chữ chắc là đẹp trai lắm. Nói chị nhỏ. Em tới đây. Chị ơi. Sáng chị là chữ vô đen sáng. Ở đây toàn mấy cô chú tập thể dục thôi. Chắc là bên kia đi. Qua bên kia đi còn người kìa. Bên bên kia kìa. Chú ơi, nãy giờ chú có thấy anh nào đẹp trai đi ngang qua đây mà giống như đang quay hình. Ở đây không ai đẹp trai bằng anh đó. Ôi vậy chắc là anh rồi. Trời ơi. Lôi. Không hề ăn gian luôn. Nhóm mình rất là chơi đẹp luôn. Đi về nè, sao mà tìm được trà trưởng nè. Trà trưởng ơi, ai ơi cho một tiếng đi nào. Em đau chân quá. 1, 2, lôi, không ăn gian nè. 1, 2, lôi. Trời ơi, phải kiếm người cái đi hoài à. Ủa, đi cái không có rồi nè, đi không có rồi. Trà trưởng ơi, nó đâu? Quê ai gì? Hồi nãy em thấy có ai đẹp đẹp bên đây nè. Ủa? Trại trưởng là phải giới tính nam hay là nữ ta? Chắc là nam. Nam nhưng mà khoảng 2 mấy hay 3 mấy hay là sao? Tầm trên 20 tuổi. Anh ơi. Thôi chết rồi, kia không. Bên kia có không? Vali hơi bự. Chắc đi tới chiều quá trời.
Anh ơi, cho em hỏi là nãy giờ anh có thấy ai mà mang mic hoặc là cải trang kiểu hơi giống nghệ sĩ? Dạ, cảm ơn. Chạy lo con, chạy chị ơi. Chú ơi, cho con hỏi là chú có phải là trại trưởng không? Chú có phải trại trưởng không ạ? Thôi, nói ra. Các cháu hỏi này con chuyện gì vậy? Con thấy chú lấp la lấp lánh, con nghĩ chú là trại trưởng. Trại trưởng. Vậy con nhìn chỗ chắc không phải rồi. Dạ thôi, cảm chú, xin lỗi. Tại chú lấp lánh quá hơi quê. Trai đẹp chắc là ngồi trong mát rồi, đâu có dám ra ngoài đường. Nắng lắm. Ê, có khi nào em đứng ngồi cuốn cà phê không? Ê, đẹp đẹp trai thiệt nha. Phải không ta? Kiếm được chạy trưởng hay dắt đỏ này về đồ mọi người. Bắt chạy trưởng cái gì? Bắt chạy trưởng mới về đồ hôm giờ. Anh ơi, anh tên gì ấy? Quán nặng, nhìn cũng đẹp trai mà ta. Không phải. Anh nói giờ mình hoài kìa. Anh nói cái giờ mình hoài kìa. Ủa làm đấy. Hơi nhìn giống người Nhật lắm. Hơi kiếp lắm. Anh ơi, cho em hỏi anh có phải là trại trưởng không? Không. Không phải hả? Cảm ơn anh. Ê, biết đâu ở đây mà gặp người yêu cũ chắc chết quá. Yêu ơi. Đã quá giờ rồi mà vẫn không thấy nó về. Ngủ 8 giấc trên xe rồi mà vẫn không thấy tụi nó đâu hết. Tạch phá! Ôi kia kìa! Ôi trời kìa! Thôi! Ôi trời ơi! Ôi trời đất ơi! Tụi nó tới rồi! Ủa đẹp trai chưa? Đi qua bên kia đựng! Đi qua bên kia đựng! Anh Vũ Thanh Vàng! À em biết ai rồi! Em biết ai rồi nè! Em biết ai rồi! Em lặn đi. Nghi quen nhỉ. Rắn mà bá phục mà đi tới này chưa mà không tìm được là rắn. Em đi tìm người đẹp trai. Im miệng. Tất cả xòe cái bàn ti ra. Một bàn thôi chị. Ủa quên. Một bàn. Trời ơi. Con thầy chạy chờ. Nói câu ni mà thầy càng nghe có được đi tao tha. Chạy chờ. Con này qua được một đứa. Con này nói rồi. Nhưng mà cơ bắp xào muối. Xào muối được. Ôi trời trời, nói chuyện lại thấy dễ thương rồi. Là thấy dễ thương rồi. Dễ thương cực kỳ. Ok rồi. Nói gì nào? 1, 2, 3. Tóc anh đẹp hơn tóc em. Tóc anh đẹp lắm luôn á. Trời ơi. Trong con nội con đầy sư gia tao. Không đẹp thật. Nhiều anh thích. Sáu muối như anh. Đẩy thịt thế đấy. Có hồi fan cuồng đi. Có hồi fan cuồng đi. Coi như là tụi ní nó biết là nhìn trại trường là coi như được đi. Rồi bây giờ chào mừng tất cả các em đã đến với cái trại vui vẻ đi. Kính thưa quý vị, công cuộc cải trang của tôi coi như là thất bại. Bây giờ chắc phải lô diện thôi. Hey. Wow. Ủa nhưng mà anh sáu muối đâu rồi ạ? Trời ơi, cho em hỏi tại sao tóc đẹp biến mất, vậy trai đẹp trai biến mất, sáu muối biến mất, tại sao cái đó không biến mất? Vẫn không biến mất. Biết sao cái này không biến mất không? Dạ không. Trời ơi, tức dễ sợ không? Bây giờ coi như công cuộc biến hình của anh đã xong. Anh cải trang bị thất bại rồi. Thì không thể dễ dàng để tụi em gia nhập vô cái trại của anh. Cái trại của anh là một cái trại rất là đặc biệt. Nhiệm vụ đầu tiên
đoán thử anh bao nhiêu tuổi. Mỗi người sẽ được hỏi một câu. Anh ăn gì đẹp trai vậy? Trời ơi, hỏi liên quan, nhẹo ghê. Tí nữa anh mới vui. Còn thí sinh hỏi đúng câu hỏi, trọng tâm. Bỏ qua đi anh. Ê, đừng quên trong tất cả chúng ta có một điệp viên. Người đó có thể biết hết rồi. Đó. Đúng không? Rồi, người thứ ba. Em muốn hỏi là chữ số thứ hai trong số tuổi của anh. Cái số thứ hai hả? Trời ơi. Nói cái biết liền luôn. Số 9 hả? 29 tuổi. Không, anh đang nói cái năm. Người thứ ba. Chiều cao của anh là 1m7 mấy vậy? Trời đất ơi. Thôi lên đây nè, lên đây làm chạy trưởng luôn, làm chạy trưởng luôn, cầm làm chạy trưởng luôn. Thì em hỏi 1m7 mấy thôi, còn có một câu cuối cùng, còn một số 1. Câu hỏi dư thừa cho qua. Mời em. Hỏi gì ta? Giả vờ làm điệp viên. Rồi không biết hỏi gì. Chắc không phải điệp viên đâu. Hỏi lâu quá không được phạt. Tặng em cái đôi chân mày lá liễu. Giúp anh đi. Nhìn tự nhiên lắm luôn. Cái này chị em tương tàn nhau rồi kìa. Cái gì em hỏi kẻ chân mày. Em một bên thôi. Ủa, hai bên chứ, phải hai bên chứ. Có một bên mà. Ủa, rắn ngược hay gì vậy? Mày rắn ngược nữa. Camera dơm lại, dơm. Suy nghĩ thật là kỹ, câu hỏi trước khi hỏi. Hỏi chậm quá cũng bị nha. Rồi, mời em. Anh ơi, anh cao 1m7 mấy anh? Trùng câu hỏi phạt anh. Câu hỏi trùng câu hỏi phạt. Giết hỏi trùng. Hãy cầm và để đó suốt cuộc đời em nhé. Cầm nào. Rồi, để yên nha. Mời em. Dạ trời, diễn giỏi lắm, diễn giỏi lắm. Hỏi đi. Chị thấy cái cây vật rồi nè không? Hỏi lâu quá, thiệt á, trời ơi à. Em ơi. Tặng em 3 cái mục ruồi. Yeah. Yeah. Để em. Ôi ơi. Tình yêu anh em có chặt bê. Á được. Một ruồi thứ hai. Hai số tuổi của anh cộng lại bằng bao nhiêu? Học giỏi. Nó là một số chẵn. Số chẵn. Đó là một số chẵn. 24 tuổi. Rồi em. Anh biết hả? Con giáp của anh là cái gì? Đúng rồi. Anh không quen giáp. Mấy cái vòng luôn mà, mấy vòng. Anh có thể diễn tả lời bài đi. Tự nhiên nó hỏi cái câu này khó là tôi không biết con giáp tôi là con gì luôn á. Ủa, anh đâu biết tuổi anh con gì? Anh biết tuổi anh nhưng mà anh không biết con giáp anh. Vậy anh nói anh nhiêu tuổi đi em đón con giáp cho. Vậy là trong 13 con giáp. Có 12 con giáp, anh là con giáp thứ 13. Cái con đó là con gì ta? Chuyện ba. Rồi, rồi chạy luôn. Liêm sĩ. Rồi. Liêm sĩ lên. 1m72. Dạ bao nhiêu tuổi? 24 tuổi. 24 tuổi. Chúc mừng em. Cầm một cái ly đi em. 24 tuổi sao? Em đáng tuổi nè. Bữa nay chương trình này nhiều ly vậy mọi người. 28. Cầm cái ly đi em. Em đoán là anh 28 tuổi và cao 1m78. 28 tuổi cao 1m78. Chúc mừng những người ở sau. Em bị phạt rồi. 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 8. Chia 7, 8 rồi. Không, vậy này là gì độ mà. Vậy là bị trừ. Gì nãy giờ sai. Anh mang giày độn không? Trời ơi, tôi tức ghê chứ. Tại sao có thể nói tôi mang giày độn được trời. Em đoán anh 28 tuổi, cao 1m75. Không phải nam. Chính xác. Nãy giờ em đứng không hả? Mình làm gì chơi cho vui đi em. Đi bước ra đây, bước ra đây. Trời tắt cổ đúng không? Cầm hai sợi dây này quấn quanh người và thật dầu 15 cái. 15 cái. Quá được không anh? 15 cái. 15 cái. Đứng tạo dáng luôn nha, vừa tạo dáng luôn. Trời ơi. Trời đất ơi. Trời ơi thiệt á. Đi dạy đi. Như vậy là Kaka mới vừa đoán chính xác tuổi của anh và chiều cao của anh. Bây giờ Kaka sẽ được một ưu tiên là được cộng thêm một điểm. Vỗ tay.
Thêm một đặc quyền của Kaka nữa là Kaka được chọn hai người bất kỳ trong số 9 bạn còn lại để thành lập một đội. Chỉ có hai đội và mỗi đội có 5 người, do đó đội của Kaka còn thiếu hai người. Mình sẽ thi một cuộc tuyển chọn. Bây giờ Kaka chọn trước hai bạn đi. Ủa, cặp chân mày nó lạ quá, không chọn đâu. Bây giờ ai ai làm cho em cười đi, giống như kiểu đi thi vậy. Thôi bỏ. Em cười dễ lắm chị. Thử thách tiếp theo của mình là 7 bạn còn lại sẽ bắt buộc xoay dồ dôi 15 vòng. Ca, em có muốn chị chở em đi hàng ngày nó không thì em tự giác đi. Dạ, em chọn chị Nu. Chúc mừng chị đã bắt đầu quen. Ca ơi, tao có thể biết luôn. Trời ơi, đẹp. Ai chân dài nhất đưa ra cho tôi coi. Ai soạt chân dài nhất, Ca sẽ chọn để 1, 2, 3, soạt. Nếp sẽ được chọn vào đội, còn những bạn còn lại 7 bạn còn lại phải thi đấu một trò chơi. Đây là bóng bóng. Chơi bóng hả anh? Thật không chơi bóng. Mình phải làm bể bóng. Các bạn sẽ phải xoay dồ dôi 15 vòng tới chùm bóng bóng, làm bể một quả bóng bóng. Ai làm bể bóng bóng đầu tiên rồi đó sẽ được chọn vào đội. Tay phải đưa cao qua bên tay trái, sau đó tay trái định cho mũi, rồi tay phải để xuống đó. Bắt đầu xoay theo chiều kim đồng hồ. 2, 3, 15 vòng. Bắt đầu. 1, 2, 3. Tụi nó có khi nào đâm đầu vô đây không ta? Thưa quý vị, như vậy là sau một cái thời gian mà xoay vòng xoay chóng mặt nhức đầu xong thì có một đứa đập đầu, một đứa té ngã và 4-5 đứa trọng thương thì cũng đã chọn ra được thành viên của đội Kaka, gồm có Kaka, Nếp, Mirai, Nunu và Diệt Ngân là 5 bạn của đội A. Mình tạm thời gọi là đội A, còn bên đây 5 cô gái thất bại này là của đội B. Không có điểm nào ở trò chơi đầu tiên và dĩ nhiên đội A được 1 điểm. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo.